chào tất cả mọi người. Mình đang có mặt tại nhà vườn Lộc Trời, tọa lạc tại 895 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm cây phong thủy đang được rất nhiều người ưa chuộng hiện nay, đó là cây trầu bà thủy sinh. Trầu bà thuộc họ cây thân leo, thân tròn to, nhiều rễ. Lá trầu bà gần giống hình trái tim, thon dài ở phần đuôi. Lá đơn màu xanh bóng, trên lá có các vạch màu trắng hoặc màu vàng. Rễ cây là rễ sinh khí, rễ cây bò dài hoặc buông thõng trên các chậu treo. Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho nguồn năng lượng dồi dào, sức sống mãnh liệt, bền bỉ. Loài cây này còn có tác dụng chiêu vượng tài lộc, mang đến may mắn cho chủ sở hữu. Màu xanh của lá cây còn giúp cho không gian trở nên sạch sẽ, dễ chịu hơn. Đặc biệt đối với những ai có bệnh về mắt, màu xanh của lá cây sẽ giúp cho đôi mắt của bạn thư giãn hơn, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi trong công việc. Nếu bạn là người yêu thích cây phong thủy, hãy đến với nhà vườn Lộc Trời để được xem nhiều mẫu mã cây phong thủy nhé.